chị và các bạn, với chủ đề tuổi trẻ Tân Phước sáng tạo, xung kích tình nguyện vì cộng đồng, nâng cao năng lực số cho đoàn viên thanh thiếu niên, các hoạt động của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè huyện Tân Phước năm 2023 đã và đang được các cấp cơ sở đoàn trong toàn huyện tích cực triển khai thực hiện với những công trình. Tiếp theo chương trình, chúng tôi có phóng sự phản ánh về kết quả này. Đây là buổi ra quân thực hiện công trình thu gom, vận chuyển rác thải và chặt mé cây xanh của xã đoàn Tân Hòa Đông, một trong 13 công trình phần việc của xã đoàn đã đăng ký thực hiện trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay. Bất kể mùi hôi thối của rác thải hay cái nắng gay gắt của trưa hè, những chiếc áo xanh tình nguyện vẫn vui vẻ miệt mài hoàn thành những phần việc của mình, góp sức trẻ để xây dựng quê hương ngày trở nên tươi đẹp hơn. Thì lần đầu tụi em về đây, các anh chị rất là hỗ trợ tụi em rất là nhiều, rất là nhiệt huyết, với lại lúc nào cũng chăm lo cho tụi em hết. Những công việc mà tụi em làm với anh chị nào cũng giúp đỡ, lúc nào cũng lắng nghe tụi em để hỗ trợ tụi em những cái lúc mà tụi em cần. Được về đây thì tụi em cũng mong muốn là góp sức hỗ trợ cho người dân ở đây, những nơi mà cần sức trẻ của thanh niên của tụi em. Đối với các bạn về trong chiến dịch này thì ngoài hỗ trợ về kinh phí, hỗ trợ về sửa chữa giảm giá cầu đường, bên cạnh đó thì cũng có trao tặng quà cho gia đình chính sách và các công phần việc trong xây dựng nông thôn mới của địa phương, góp phần xã giữ vững 19 tiêu chí và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới của xã. Thì với tinh thần sức trẻ của xã nhà cũng như là đối với các bạn sinh viên trường đại học mở thì tin chắc rằng chiến dịch năm nay thì đơn vị xã Tân Hòa Đông, đơn vị ban chỉ đạo chiến dịch hè của huyện sẽ gặt hái được nhiều thành công và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà kế hoạch của ban chỉ đạo đã đề ra. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè huyện Tân Phước năm 2023 diễn ra từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023 với một chương trình tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường và 4 chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng và chiến dịch tình nguyện hành quân xanh. Đã có hơn 5.100 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện. Đặc biệt, chiến dịch năm nay còn có sự góp sức của 175 sinh viên tình nguyện của trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào nhiều phần việc như chặt mé cây xanh, trồng hoa trên các tuyến đường, vệ sinh môi trường, xây dựng cầu giao thông nông thôn, vân vân.